nghèo cha mình phải quậy gì, công nhận số mình, công nhận số xui số hủi số đen vậy đó, này kia nọ. Cái đó là mình đang bán than đó, đó bạn đang bán than đó. Nhưng mà nhờ biết đến Phật pháp, cái duyên lành mà biết đến Phật pháp á, thì mình cảm thấy là mình cởi mở hơn, cái đầu óc mình nó thông thoáng hơn, và mình không còn trách cha mình nữa, mình không còn giận cha mình nữa. Cho dù ổng có quậy hay này kia nọ, mình không bao giờ mà hận ổng hay là gì nữa. Mình nói chung là mình cảm thấy là mình phải mang ơn cha mình chứ, không có ổng sao có mình. Thì không có cha mình sao có mình, mà mình thì mình vẫn là thương mẹ là chuyện bình thường rồi. Mình suy nghĩ lại, ủa cha mình cho mình cái hình thể ngày hôm nay, cha mẹ mình cho mình cái sự sống, cha mình cũng cho chứ không không có cho làm gì có mình được ngày hôm nay. Bởi vì cái suy nghĩ mình đã thay đổi kể từ khi mình biết Phật pháp ha. Thì mình không có trách, nhưng mà kệ ông làm gì ông làm. Hiện giờ cha mình á 10 phần chắc ổng còn phần lâu lâu nhậu vô cũng lè nhè lèm bèm lèm bèm, đã cái tật của ổng rồi, không có thay đổi được, nên mình cũng ok không quan tâm đi. Nhưng mà mình cảm thấy là mình may mắn mình được biết Phật pháp, và thầy Thích Phước Tiến giảng rất là nhiều chủ đề trên cuộc sống này. Thôi mình nghe 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 nằm võng mà nghe bật nghe xong mình ngủ ngủ đâu có làm chuyện gì đâu. Và từ cái đó nó đi vô vô cái tâm thức của mình, hay đi vô sự suy nghĩ của mình, làm mình thay đổi và làm mình trở nên rất là khác, mình cư xử cũng khác hơn, và mình biết là mình phải sống tốt hơn. Tại vì nghe pháp mà mình biết cái cuộc đời này nó rất là ngắn ngủi, nó ngắn ngủi lắm, không biết là ngày ngày mai mình có hơi sống như vậy, ngày mai mình có chết đi không. Rồi khi mà thì bởi vì mình có thể là giúp đỡ ai mình được, mình giúp mình cho có thể chia sẻ ai, mình cho họ kiến thức gì thì mình có thể chia sẻ, mình ích kỷ để làm gì, sau này mình cũng ra đi sinh ra tay trắng về cũng tay trắng. Thì ai mà biết Phật pháp thì lại biết rồi đó, nên mình là một người Phật pháp, nên mình có thể giúp họ khi chia sẻ hết lòng với họ. Tại vì mình biết cho đi á, là mình cho cái kiến thức của mình cho khi có thể thôi, mình giúp họ, mình giải thích họ. Đó là từ từ Phật pháp dạy mình ra, là mình phải là chia sẻ những cái đó, sống rất là đúng. Và mình sống một cách cũng không phải là sang chảnh, mà cũng đâu có tiền đâu mà sang chảnh. Mình sống cái kiểu mà cũng kiểu nhà Phật á, có nghĩa là mình sống đơn giản, ăn cũng đơn giản, ăn mặc mua sắm thì cũng đơn giản, có cũng được mà không cũng được. Nhưng mà mình cũng không phải là mình là đi tu, nhưng mà mình có những cái bài học thì mình rút ra cho bản thân mình cảm thấy rất là hay. Thì mình cảm thấy đó là mình biết quý cha mẹ mình hơn, rồi mình yêu thương cha mẹ mình hơn. Mình không trách cha mẹ mình là tại sao sinh ra mình lại nghèo khó mà không cho mình được đủ điều kiện như các bạn, cho mình được vật chất rồi này kia nọ nữa, mình không trách nữa, mà mình cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình ha. Sinh ra mình thì trong khó khăn để mình trở thành một cái con người ngày hôm nay. Thì có nghĩa một con người ngày hôm nay của mình đó, mình bươn chải, mình vững chãi, và chính vì cuộc sống khó khăn và cho mình cái bài học vậy. Mình không không oán trách là tại sao mình đã trải qua khó khăn, hay là mình gặp đủ thứ chuyện trên cuộc đời này hết. Nhưng mà mình trái lại, mình lại nói là cảm ơn cuộc đời đã sinh ra mình như vậy để mình có nghị lực sống trong cái cuộc sống này. Thì Phật pháp cho mình những cái bài học rất là tích cực ha. Đó là cái cơ duyên biết về Phật pháp. Thì mình lúc nào mình cũng biết đến chùa đi thì cũng có thể thôi, thì mọi người biết rồi đó. Thì cái thời gian đó là thời gian ở nhà cô Sáu, cũng 2008 đến 2009, cũng gần 2 năm đó. Thời đó mình đi làm cho cô Sáu thì lương một tháng có 1,2 triệu thôi. Hồi trước có, hồi mới làm thì có 1 triệu thôi, mình thấy ít quá, mình đòi xin nghỉ thì cô Sáu tăng lên mình được 200. Nhưng mà mình là trẻ năng động nên cô Sáu nhờ cái gì làm cái gì á thì mình cũng làm được hết cho cô Sáu. Tính người mình không tham lam nha, mình không tham lam mới ở nhà người ta được thôi. Tại vì nhà người ta tiền bạc đồ này kia nọ thì rất là nhiều, không đồ đạc người ta nhà giàu rất là quý. Thì mình làm có 1,2 triệu thôi, nhưng mà cái máu hướng ngoại của mình lúc nào cũng suy nghĩ nha. Tại vì mình nói rồi, chỉ có ôm mộng đi Mỹ nước ngoài mình mới có giúp được gia đình mình thôi. Thì nên thế là mình lại học tiếng Anh. Thì mình đã có tiền nền tảng tiếng Anh từ năm 12 rồi, mình ra. Rồi khi đi làm thì mình cũng không không có tiền nhiều nữa. Thì thế là ở nhà cô Sáu tháng có 1,2 triệu thôi. Mà mình lại rước ông thầy dạy học lại nhà, dạy nhà cô Sáu để dạy cho mình. Ổng lại nhà đáng lẽ ổng lấy 1 triệu, nhưng mà dạy cho mình thì ổng chỉ thấy là thấy tội nghiệp mình, ổng lấy có 500 thôi. Nhưng mà ở hàng xóm thì mình cũng cố gắng để học ha. Cố gắng để học tiếng Anh được từ nào thì cũng hay từ đó, cũng đỡ hơn là mình không biết gì. Thì mình cũng cố dành dụm để học.
Thì Việt Nam mà hay hay nhiều chuyện lắm, thấy thầy giáo vô nhà vậy, mình ở nhà một mình nữa, nhiều người ra mà xí xô xí xào đồ này kia nọ, nói thế này thế kia thế nọ cũng mệt, mà nói với đây cô Sáu thôi, nói sau lưng mình thôi chứ không có nói, bởi vì người Việt Nam là vậy đó. Nhưng mà khi mà mình học á, thì mình dời cái bàn ngay cái cửa lớn ra vào của cô Sáu để cho người ta đi ra vô, người ta nhìn thấy. Nhưng mà cái đó người ta vẫn dị nghị thôi, người ta nói thầy giáo rồi mình hồi đó còn trẻ ở trong nhà thế này thế kia thế nọ cũng mệt, nên mình học thời gian mình cũng nghỉ, mình không học nữa. Rồi trong cái thời gian làm ở nhà cô Sáu á, thì rảnh thì nhà cô Sáu có điều kiện, thời đó mình đâu có điện thoại gì đâu, mình đâu có điện thoại gì mà để chơi đâu, mà nhà của cô Sáu thì có máy tính á, mình cũng hay lên dọc dọc mình làm nick Yahoo để mình chat chít với nước ngoài này kia nọ, mình chat chít hồi đó chat tiếng Việt thôi chứ đâu biết là chat tiếng Anh đâu, phải biết chat tiếng Anh là chắc cũng đi sớm rồi đó, chat tiếng Việt thì mình cũng gặp được một hai ba người Việt kiều bên đây thì cũng có quen qua lại, nhưng mà cuối cùng cũng không có kết quả gì. Thì trong thời gian làm cho cô Sáu á, thì một lý do quyết định nghỉ là tại vì cái tính mình rất là thẳng thắn, mình không có tham lam của ai á, mà chú Sáu thì rất là tốt, mà cô Sáu tính phụ nữ á, nói chung là bà cũng không có xấu tính gì, nhưng mà cái cách bà nói chuyện, bà hay nói là bà mắc đồ này mắc đồ kia mắc đồ nọ, cái máu mình điên nha, mình ngộ lắm, nói mắc đồ mà trong khi đó nhà mình có mình làm ô sin là mắc đồ để ai lấy, mình không thích, mình nghỉ năm đó là năm 2009 á, là trong thời gian ở nhà cô Sáu đó mình nghỉ năm 2009 luôn. Trời, nghĩ mình không cần làm nữa, cái máu mình là ai mà làm mà nói tới mình là mình không muốn làm, tại vì mình làm mình biết trách nhiệm mình làm như thế nào và ra làm sao. Rồi bỏ nhà, khi mà nghỉ nhà cô Sáu ra xong á, là cái năm mình đi lên làm phục vụ, mình đi qua Sài Gòn quận 7 á, mình đi làm phục vụ cho cái quán ở sông Hương ở cầu Phú Xuân á, sông Hương giờ nó có hai ba quán rồi tùm lum hết á, là một thời gian mình cũng có làm ở quán sông Hương á, làm được mặc những cái áo bà ba, rồi cái quán đó là gần sông nước á, cũng rất là thấy thích, có dịp thì mình về mình cũng sẽ đi đó, những cái mà chỗ mà sông nước á, là mình thấy thấy rất là thích, và làm mình cũng bươn chải tùm lum để kiếm việc làm để giúp giúp mẹ cho có đồng tiền ha. Còn việc gì nữa không ta, trời bốn mấy phút luôn kìa cho mọi người coi cho đã nữa ha. Hồi đó thì mình làm phụ mẹ, mình đi kiếm tiền, thì cái thời mà mình đi bon chen ra làm á, thì mình không có qua lại với lại bên nhà dì của mình nữa, cái gì mà mình nói là gì, mình kêu là dì My chú Đẩu đi cho mọi người nhớ, để cho mình biết nhà dì mà mình khoái đi Mỹ á, rồi có đứa bạn đó thì mình học xong rồi lâu lâu thì bạn mình chạy xuống ngủ mình đi ăn ăn bánh tráng uống uống trà sữa với karaoke thôi, chứ không có qua lại nhiều nữa, tại mình đi làm mà mình cũng không qua lại với dì nhiều. Thì 2009 thì 2010 là gia đình dì cũng đi nước ngoài đó, thì thời đó mình cũng đâu có điện thoại để mà chơi, để mà qua lại biết cuộc sống của dì bên đây như thế nào, dần dần người cũng không cũng ít có tin tức, dì về rồi cũng ít biết, bạn mình về thì mình cũng không biết luôn, thì nói chung là nó cũng lạc dần luôn. Thì mình cũng kiếm đường bon chen cho cuộc sống của mình, làm đầu này làm đầu kia làm đời nọ, rồi cuối cùng thì trong cái giai đoạn làm thì mình cũng có quen một người này, thì nói chung là chuyện tình cảm đó, thì người này cũng mới ly dị gia đình rồi gặp mình rồi xong rồi mình cảm thấy tốt với mình tốt lại, nhưng mà lúc nào cái tư thế mình cũng đề phòng cái người đàn ông Việt Nam á, mình không bao giờ mà đặt tin tưởng 100% đâu, tại vì mình đã có cái vết từ cha mình rồi, nên ai tốt với mình tốt lại, chứ mình không bao giờ mình đem lòng thương người đó nha. Nhưng mà cuối cùng cái chuyện tình cảm mình nó cũng nhẹ này kia nọ lắm, và cuối cùng thì bây giờ là mình có một có đứa con gái ha. Con gái mình bây giờ 5 tuổi rồi, nó sinh năm 2012 đó, thì lễ 9 12 này kia nọ qua lại đó mình có, nhưng mà trong giấy khai sinh của con mình hoàn toàn không có cha nha, không có cha, chỉ có một mình là mẹ thôi, mình chẳng bao giờ mình cần cha luôn á, mình tự sinh con mình tự nuôi luôn. Thì cái quá trình mà yêu đương của mình đó thì mình cũng không thích kể đây với mọi người, thì khi mà ôm con á, lại là thêm một cái khổ nữa, là mẹ nhà đã không có rồi còn thêm về thì đẻ con cho mẹ mình giao mẹ mình nuôi nữa, cũng thấy là mình thiệt là tình không thể giúp gì cho mẹ mình được hết á, còn phải đem con về cho mẹ, ta nói cháu nội là cháu người ta, cháu ngoại mà là cháu của mình đúng không, thì bởi vậy mình cảm thấy là mình không làm được gì tích sự cho mẹ mình, mà lại thêm lại báo đời nữa, lại dẫn thêm một cái người con gái của mình về nữa, mình cảm thấy á, mình có lỗi quá, mình phải làm cái gì để cho gia đình mình khá hơn. Thì ở gần xóm nhà mình á, có con bé đó, mẹ nó chắc không, nó cũng không biết, chắc ngang ngửa nhỏ tuổi hơn mình hay sao, mẹ nó hồi xưa đi bán vé số đi ngang nhà mình đũng đa lũm đũm đó, mà đi đâu về mẹ nói nay hả nó có nhà, nó cách nhà rồi, nó quen được ông chồng nào
cho nó tiền và chuẩn bị đón nó đi nước ngoài. Ô yeah, bộ ơi, mới đây mà thấy thay đổi cuộc đời vậy, còn mình không được gì hết trơn á, mình chỉ đi, mình chỉ không gì nên thân á, rồi có thêm con nữa, báo mẹ mình nữa, thấy rất là mệt. Nên từ khi mình sanh xong bé con mình á, là mình kiếm đường đi làm nha, cứng cáp xong là mình đi làm. Thì mình thấy là mẹ nói con bé đó nó đi làm ở ngoài Vũng Tàu á, Vũng Tàu mà nó quen được Tây á, thì Tây này ở North Way, Na Uy gì đó, ô nghe phái nha. Thì lúc đó mà là mình đã có con rồi, mình không có sợ cái con mẹ gì nữa hết á, mình cảm thấy là cha mẹ mình, mẹ mình lo cho mình đủ thứ kiểu khi còn nhỏ, tới khi giờ mình không làm được gì cho mẹ mình hết trơn á. Nên cuối cùng là mình quyết định ok đi thôi, và mình tìm đường, có người chỉ đường mình ra Vũng Tàu ra làm. Tại vì bản chất mình là dân phục vụ mà, mình làm phục vụ quán này quán kia quán nọ, nên phục vụ mình rất là linh động. Thì họ nói ngoài ngoài Vũng Tàu có nhiều, rất là nhiều Tây và có nhiều quán nữa, thì mình cứ ra ngoài đó đi. Thì mình cảm thấy ok good nè, với lại mình cũng đã trau dồi tiếng Anh, mình cũng biết chút chút, thì mình nghĩ là mình cũng sẽ làm được. Thì mình cũng đi ra ngoài Vũng Tàu làm ha. Thì Vũng Tàu thì Tây rất là nhiều nha mọi người, tại vì xứ du lịch mà Tây rất là nhiều. Thì vô làm lúc đầu á, thì mình cũng có quen một cái chị Linh này dẫn mình đi ra Vũng Tàu á, tại vì bả xem bói á nên bả biết những cái bà chủ đó ở ngoài Vũng Tàu á. Thì mình vô xin làm, thì cái quán mình thì lúc mà mình chưa biết thì mình nghe, thì một cái chị nhỏ bằng bạn ở nhà mình thì đã nói rồi, ở ngoài Vũng Tàu á thì làm rất là ngon, gặp tây đồ này kia nọ, rồi thêm cái bà chị Linh này á, ca ngợi đồ này kia nọ, chủ này tốt rồi lo lắng rồi này kia nọ, kiếm cho mình được cái người nước ngoài như mình ưng ý. Ôi giời à, khi mình lên ra mình mới biết ha. Thì nói chung là những cái quán mình làm là gì, là quán bar tây nó vô rất là nhiều luôn. Mình đi làm quán bar mà mình đâu có sợ gì đâu, tại vì mình đi kia làm kiếm tiền cho gia đình mình, thì ai nói gì cũng kệ họ, mình đâu quan trọng đâu, chuyện đó chuyện bình thường. Mình nói trong cái cuộc đời này á, không ai có quyền mà xía vào cái cuộc đời của người khác, chỉ có cha mẹ mình thôi. Mà hầu như là mình thấy là người người khác á, hay để ý thôi, không làm đó đâu, mà làm đó để bạn nó cười, chúng nó cười, bà con hàng xóm cười, kệ cha họ chứ, kệ tía họ chứ, họ đâu có nghe là cái nghĩa địa nghĩa trang gì với mình. Trong khi đó nếu mà mình có con nghèo khổ, có con nghèo khổ vậy đó, ai lo cho mình, cũng là mẹ cha mình lo cho mình thôi. Nên mình chấp nhận mình đi vô những cái quán bar đó, mình làm gì, kiếm tây, mục đích của mình kiếm tây. Nhưng mà hỏi ơi, mình là cái người cục ịch, mình là cái người cục ịch xuống bà chủ đó, tối ngày mình ăn mặn, bà nói ăn mặn gì không có vú, không có đít đồ này kia nọ, tại vì làm cho tây mà phải làm sạch sẽ sexy lên để cho tây nó thích, đúng không? Thì đúng thiệt, mình là dạng cùi bắp cùi lần. Và mình đi làm bằng gì, mình đi xe đạp mọi người ơi, mình đi xe đạp. Còn dân nó làm ở đó nó đi hả sang chảnh, đứa nào đứa nấy chân dài tới nách, và nó rất là đẹp nữa. Mình rất là cục ịch, chủ tối ngày nói làm thế này thế kia không được, làm thế nọ thế kia không được. Trời ơi, mình nói chung là cái cung cách phục vụ mình là tốt thôi, chứ còn phải dạng mà đẩy đưa yểu lả dẻo chai rồi, thật sự là mình không có thể làm được. Nhưng mà tại vì mình cố gắng làm để tìm kiếm cơ hội thôi, mình muốn kiếm một cái người tốt thì mình phải lăn vô cái môi trường nào có cái người đó mình tìm kiếm thôi. Chứ ở ngoài mình muốn kiếm tay mà mình đi về quê làm ruộng thì làm gì mà có tay. Nên mình cũng cố gắng mà làm cái quán đó, quán đầu tiên của mình làm tháng mình nghỉ à, tháng 2 tháng thì mình nghỉ rồi đó. Tại vì xuống Vũng Tàu mình không có nhà ở, thì cái bà chủ này bà mướn cho mình cái nhà ở là 2 triệu, mình đâu có xe đi đâu, mình ra mua cái xe đạp có mấy trăm ngàn, thời đó cũng đâu có tiền đâu. Thời đó mình mới sinh xong thì cũng 6 7 8 tháng, thì mình cũng đâu có tiền nhiều đâu, mình đi làm mình phải tiết kiệm, nhưng mình phải đi xe đạp không à, mình cũng không có nhiều tiền, đâu có tiền đâu mà chứ sang chảnh mặc quần lè áo lẹt, rồi bản chất mình cũng không mặc như vậy nữa. Nên bà nói riết rồi mình nghỉ, mình không làm, mình đổi chỗ khác. Ok, rồi cái quán thứ hai là mình tự tự xin làm nha.